Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cặp song sinh của Dương Khắc Linh hấn hở khi lần đầu đi nước ngoài. Sau khi cặp song sinh ra đời, vợ chồng Dương Khắc Linh dành hết tâm trí và thời gian để chăm sóc cho hai cậu nhóc. Nam nhà sĩ thường xuyên đưa các con đi chơi để biết nhiều nơi. Vừa qua anh cũng khoe hình ảnh quý tự đầu đi học và hiện tại là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của các bé. Mới đây trên trang cá nhân của Dương Khắc Linh, nam nhạc sĩ đã chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của hai con trai. Dương Khắc Linh viết: "Cả nhà vừa đến Dubai và hai tiếng nữa sẽ bay tiếp đi Paris. Đây là lần đầu đi nước ngoài của Mickey và Cherry. Thật sự rất xa và mệt. Đi trong nước bay một hai tiếng không sao nhưng mới bay bảy tiếng qua Dubai mà hai vợ chồng và ông bà ngoại đuối quá trời. Còn 7 tiếng nữa cả nhà cố lên. Hai cậu nhóc từ háo hức cho đến gục trên vai mẹ." Vợ chồng nam nhạc sĩ thường xuyên đưa con đi du lịch, cả hai được khám phá với môi trường xung quanh. Trước khi bước lên máy bay, các cậu nhóc đều khá hứng hở và thích thú khi có chuyến đi chơi cùng với gia đình. Dù chưa nhận biết được nhiều, nhưng cả hai bé vẫn có nhiều khoảnh khắc vui vẻ khi tiếp xúc với môi trường mới. Tuy nhiên khi đến giờ bay thứ bảy, gia đình đã bắt đầu mệt, cả hai cậu nhóc cũng gục ngã vì đã thấm mệt cho đường xa. Hình ảnh cặp song sinh của nam nhạc sĩ đừng như thói quen, vô cùng đáng yêu khi ngủ ngon trên vai mẹ. Trước đó, vợ chồng Dương Khắc Linh đã đầu tư cho con học trường quốc tế. Hai nhóc tỳ vô cùng hiếu động và đáng yêu. Cả hai cậu bé đều không sợ khi tiếp xúc với nhiều bạn mới. Cách đây không lâu, cặp song sinh của Dương Khắc Linh đã được làm quen với môi trường mới khi được đi học. Vợ nam nhà sĩ khá lo lắng. Anh cho biết, vợ tôi lo con không chịu ăn, ngủ và hợp tác với cô giáo. Hai vợ chồng căng thẳng suốt một tuần trước khi con chính thức đến lớp. Bippy háo hức đi chơi cùng bạn bè, hai dốc tỳ nhí nhố với những món đồ chơi mới. Khác với những lo âu của mẹ, cặp song sinh khi đi học vô cùng vui vẻ, hai cậu nhóc được tiếp xúc với những điều mới mẻ và những người bạn mới. Gia đình nam nhạc sĩ có nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng các con u là trời, ngày đầu tiên đi học thấy cưng chưa, hai bé không khóc luôn và chơi cả ngày. Từ bây giờ ngày thường là phải dậy sớm, kinh hoàng rồi. Nhưng thấy hai bé quá vui thì ba mẹ cũng yên tâm và vui theo. Nam nhạc sĩ nói thêm, dù ở môi trường nào cặp song sinh của Dương Khắc Linh vẫn thích nghi khá tốt. Các bé thoải mái khi gặp những người bạn mới và môi trường mới. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo